Sách Công vụ các sứ đồ. Chương 1. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thomas, Barthelemy, Matthew, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Thế thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng: Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát En Đa Ma, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng: Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó. Lại rằng: Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Giêsu đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Giô-sép tức là Ba-sa-ba cũng gọi là Giúp-tu và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn đặng dự vào chức vụ sứ đồ thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm trúng nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Chương 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem.
Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Libi gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Crete và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng, họ say rượu mới đó. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David có nói về người rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng, người đã chết và chôn rồi. Ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng, Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Israel khá biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi
con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chương 3. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm hai người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững, người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng, hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giêsu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giêsu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng, Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Chương 4.
Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Do vậy có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Do vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngâm dọa, cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét. Trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngâm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Vả người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Vả Herod và Bôn-sơ-phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định chưa? Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạng dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnabas, nghĩa là con trai của sự yên ủi,
về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chương 5. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy, khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngàn ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Bây giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng, nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ, thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng, đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng, đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng, chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng, kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ và các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm nhặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si
tên là Gamaliel làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây, Theuda dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giuđa người Galilê dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi, hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người, thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy, đoạn tha ra. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Chương 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Ê-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexander, cùng người Giuđa ở xứ Cilici và xứ Asi, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người, cùng với Đức Thánh Linh, là đấng người nhờ mà nói. Bèn xui xỉm mấy người đặng nói rằng, chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng, người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chưng chúng ta đã nghe người nói rằng, Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Chương 7. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng, có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng, hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan mà phán rằng, hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ, người ra khỏi xứ Canh Đê, rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻo đất lọt bằng chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng.
Đức Chúa Trời phán như vậy: Dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi. Kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Đoạn Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Abraham đã sanh một con trai là Isaac thì làm phép cắt bì cho trong ngày thứ 8. Isaac làm phép cắt bì cho Jacob và Jacob làm phép ấy cho 12 tổ phụ. 12 tổ phụ ghen ghét Joseph nên bán qua xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh vua Ai Cập. Vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ai Cập và cả nhà vua nữa. Bây giờ, xảy có cơn đói kém trong cả xứ Ai Cập và xứ Canaan. Sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. Gia-cốp nghe bên Ai Cập có lúa mì thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, anh em Joseph nhận biết người và Pharaoh mới biết dòng họ người. Joseph bèn sai rước Gia-cốp là cha mình và cả nhà, cộng là 75 người. Vậy Gia-cốp xuống xứ Ai Cập rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Sau được đem về Si-chem chôn nơi mộ mà Abraham đã lấy bạc mua của con cháu Hê-mô quê ở Si-chem. Nhưng gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, dân cứ sinh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ai Cập, cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ thì con cái Pharaoh vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau thì người đến gần mà giải hòa rằng: Hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại làm hại nhau vậy? Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta? Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao? Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Madian. Nơi đó người sanh được 2 con trai. Cách 40 năm, một thiên sứ hiện ra cùng người tại đồng vắng núi Sinai, trong ngọn lửa nơi bụi gai đường cháy. Môi-se thấy vậy, lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn thì nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Môi-se run sợ, chẳng dám nhìn xem. Chúa bèn phán rằng: Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì chỗ mà ngươi đứng đó là một nơi đất thánh. Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ai Cập. Môi-se này là người họ đã bỏ ra và rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta? Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu, cậy tay một thiên sứ để hiện ra với người trong bụi gai. Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng: Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta. Ấy là người trong dân hội tại nơi đồng vắng đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Sinai và với tổ phụ chúng ta. Người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ai Cập và nói với A-rôn rằng:
Hãy làm các thần đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lại cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng tiên tri rằng: Hỡi nhà Israel, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta trong 40 năm ở nơi đồng vắng, khi các ngươi khiêng nhà trại của Moloch và ngôi sao của thần Romphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lại chăng? Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon. Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ. Đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua David, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: Chúa phán trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật này chăng? Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê Tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê Tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Chương 8. Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê Tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Dầu vậy, có mấy người tin kính, chôn xác Ê Tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ, trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem,
Nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simôn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên, thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simôn trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế thì trở về thành Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng, hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-sa. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được. Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này. Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Người biểu dừng xe lại. Rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó, người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Chương 9. Bây giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách. Hầu cho, hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông, đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng, Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách. Thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng, lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại, sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng nghe.
chẳng ăn và cũng chẳng uống. Và tại Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thế rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện, và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói, người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta là sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sao-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách mà nói rõ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sao-lơ. Nhưng có người báo tin cho Sao-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sao-lơ. Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sao-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người. Lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sao-lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Galilee và xứ Samari được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp thì số của hội được thêm lên. Và Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-xu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì người vùng chờ dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giô-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi mời người đến, chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình, đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết,
rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn xây lại với xác mà rằng: Hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra, đỡ cho đứng dậy. Đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê, nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giô-bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuộc gia, tên là Simon. Chương 10. Trong thành Cesare, có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đương tìm. Các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cesare. Cornei với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cornei ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cornei, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cornei trả lời rằng: Đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đứng ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng: Hỡi Cornei,
lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-e-rơ đến đây. Người đương ở tại nhà Simon thợ thuộc gia, gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thay thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê, rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp têm, thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Jesus ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại, Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Jerusalem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng, ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng, ta đứng cầu nguyện trong thành Giô-bê. Lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thế, có vật gì giống như cái khăn lớn níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phi-e-rơ hãy chờ dậy giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lạy Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng, chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thải đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta và chúng ta đều vào trong nhà cọt nây. Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng, hãy sai tới thành Giô-bê mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng, dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại
để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chíp-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Si-ren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-su cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cretian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Chương 12. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng ngủ giữa 2 tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng, hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, thiên sứ nói rằng, hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi. Đi lên đằng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Roder đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm. Đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở chạy vào báo tin rằng, Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sáng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu, biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn, người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó người bước ra sang nơi khác. Đến sáng trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được. Bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Vả vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa.
vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác. Chương 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Ba-na-ba, Simeon gọi là Ni-dê, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Sao-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Vậy Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo, cho đến thành Ba Phô rồi, gặp một người Giuđa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba Giê-xu, vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-dút Phao-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sao-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ, Sao-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng, hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình. Ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người. Người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến bằng tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba Phô, sang thành Bẹt Dê trong xứ Pamphili. Nhưng dăn lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt Dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ BCD, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng, hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng, hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai-cập, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. Lại khi đã phá bảy dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó độ trong 450 năm. Kế đó, Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Sao-lơ, con của Ki-sơ về chi phái Benjamin, trị họ trong 40 năm. Đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng, ta đã tìm thấy David, con của Giê-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giê-xu. Trước khi Đức Chúa Giê-xu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Giăng đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng, ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta, ta chẳng xứng đáng mở dây dài ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giê-xu này, nên lúc xử tội Ngài,
chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về ngài rồi, thì hạ ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Lại nhờ ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng: Hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đại Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: Tí cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Nhưng các người Giu-đa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Chương 14. Tại thành Iconi, Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội của người Giu-đa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Greek tin theo. Song những người Giu-đa chưa chịu tin thì xúi dục và khiêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Dù vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Giu-đa, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni là thành Lystra, thành Derbe và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng.
Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: "Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên." Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Ly-cao-ni rằng: "Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta." Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: "Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng." Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Giu-đa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Khi hai sứ đồ đã ra truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất Pisidi đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bẹt Dê rồi, thì xuống thành Actali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Chương 15. Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng: "Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi." Nhưng đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Vậy, sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phê-ni-si và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: "Hỏi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cứ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy." Cả hội đồng đều lặng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại.
Nói xong, Gia Cơ cất tiếng lên rằng, hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simôn có thuật thế nào lần thứ nhất? Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng, rồi đó, ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này, có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời. Song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch. Ấy là Giu-đê, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thơ như sau này. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta, chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa. Nên, chúng ta đồng lòng quyết ý, chọn những người thay mặt, sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Vậy, chúng ta đã sai Giu-đê và Si-la đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng, chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiên giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy, khi các người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho, người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giu-đê và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Chương 16. Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lít-rơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Grec. Anh em ở thành Lít-rơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phao-lô muốn đem người theo. Bởi có những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Grec. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn, trải qua xứ Phrygia và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asi. Tới gần xứ Mysi rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Bèn kiếp qua khỏi xứ Mysi và xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedon đứng trước mặt mình nài xin rằng, hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi,
chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắt tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó. Rồi người ép mời vào. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng, tại nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng, những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly đi, thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Chương 17. Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Giu-đa có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng, Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi.
Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Grec vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: "Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia-sôn đã chứa chúng." Chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng Sê-sa vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Grec sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay, Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì, anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-then rồi trở về, đem lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp. Phao-lô đương đợi hai người tại thành A-then, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicean cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người, đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó có Đê-ni là một quan tòa nơi Areopa
và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 18. Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin. Bởi vì vua Cơlốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Và nghề các người đó là may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội khuyên dỗ người Giuđa và người Grec. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giuđa rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người vũ áo mình mà nói rằng: ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Titiu Justu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bây giờ, Corybu chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa. Lại có nhiều người Corinto từng nghe Phao-lô giảng cũng tin và chịu phép báp-têm. Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Lúc Galion đang làm quan trấn thủ xứ Ai Chai, người Giuđa đồng lòng nổi lên nghịch cùng Phao-lô và kéo người đến tòa án mà nói rằng: người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phao-lô vừa toan mở miệng trả lời thì Galion nói cùng dân Giuđa rằng: hỏi người Giuđa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy, ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt Sốt Then chủ nhà hội đánh đòn trước tòa án, nhưng Galion chẳng lo đến việc đó. Phao-lô ở lại thành Corinto ít lâu nữa rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Berisin và Aquila qua xứ Syri sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Sencere vì người có lời thề nguyện. Kế đó, ba người tới thành Epheso. Phao-lô để đồng bạn mình lại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giuđa. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giã các người đó mà rằng: ví Đức Chúa Trời khứng thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi. Rồi người từ thành Epheso mà đi. Khi đổ bộ tại thành Cesare rồi, người đi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, đoạn lại xuống thành Antioch. Người ở đó ít lâu rồi lại đi trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phrygia, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Bây giờ có một người Giuđa tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng dạy và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giêsu, dẫu người chỉ biết phép báp-têm của dân mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách dạng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người toan sang xứ Ai Chai thì anh em dục lòng cho và viết thơ gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. Vì người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Chương 19. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng: chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào.
Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin theo Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạng dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi Asi hoặc người Juda hay là người Grec đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ, có mấy thầy trừ quỷ là người Juda đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng, ta nhân Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng, ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giu-đa và người Grec nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giêsu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp, đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Các việc đó rồi, Phaolô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ Ai Chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai 2 người giúp đỡ mình là Timôthê và Erat sang xứ Macedon, song 9 người còn ở lại trong cõi Asi ít lâu nữa. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetriu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diane, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa rằng, tên Phaolô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diane bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng, lớn thay là nữ thần Diane của người Ê-phê-sô. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai Út, Aritạc là người Macedon, bạn đồng đi với Phaolô. Phaolô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác. Vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Giu-đa xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Giu-đa, thì kêu rập lên ước trong 2 giờ rằng, lớn thay là nữ thần Diane của người Ê-phê-sô. Bây giờ, có người thơ ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng, hỡi người Ê-phê-sô,
Há có ai chẳng biết thành Epheso là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Dian và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây, chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy, nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ mặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khác quyết định việc đó trong hội đồng theo phép. Vì e cho chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Chương 20. Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến. Khuyên bảo xong thì từ giã mà đi đến xứ Macedon. Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Grec, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syria, thì người Giuđa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate, con Biru, quê thành Bere cùng đi với người. Lại có Aritak và Secundu, quê thành Thessalonica, Gaius, quê thành Đẹp Bơ và Timothê. Tichicơ và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước, đợi chúng ta tại thành Troas. Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Philip. Trong 5 ngày, gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đừng nhóm lại. Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tít ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài và bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: "Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người." Phao-lô lại trở lên bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống. Sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô. Người đã định vậy vì muốn đi bộ. Chúng ta gặp người tại thành A-sốt, bèn đem người đi với cùng đến thành Mytilene. Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chio. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Samos, cách 1 ngày nữa thì tới thành Mile. Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Epheso, song không dừng lại tại đó e cho chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi, đặng có thể đến thành Jerusalem kịp ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: "Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết, tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết, tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Grec về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc. Tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng
giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng, tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em, hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng, hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng, phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phaolô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng, anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Chương 21. Chúng ta phân rẽ các người đó xong bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rô-đơ và từ đó đến thành Ba-ta-ra. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-si, chúng ta bèn xuống đi. Thấy đảo Chíp-rơ thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Si-ri, đậu tại thành Ti-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Chúng ta tìm được các môn đồ rồi bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ cùng nhau cầu nguyện rồi từ giã nhau. Đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy thì ở thành Ti-rơ sang thành Bê-tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ 1 ngày. Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Cesare và nhà Philip là người giảng tin lành, một trong 7 thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày. Có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng, này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng người trả lời rằng, anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giêsu chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng, xin cho ý muốn của Chúa được nên. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. Có mấy người môn đồ ở thành Cesare cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manason kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem, thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều, mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng,
Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Juda đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Và chúng đã hay rằng anh dạy các người Juda ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại, vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phaolô bèn đem 4 người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi 7 ngày gần trọn, thì các người Giu-đa quê A-si thấy Phaolô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người mà kêu lên rằng, hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa, đến đổi hắn dẫn người Grec vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trophim, người Epheso ở với Phaolô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phaolô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phaolô kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi, không đánh Phaolô nữa. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy 2 cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc, nên dạy điệu về đồn. Lúc Phaolô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng, hãy giết đi. Lúc Phaolô vào đồn, thì nói với quản cơ rằng, tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng, ngươi biết nói tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Egypto kia, ngày trước đã gây loạn, kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phaolô trả lời rằng, tôi là người Juda, vốn ở thành Tạc Sơ, công dân của một thành trong xứ Cilici, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Phaolô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng. Chương 22. Hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đương nói với để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng, tôi là người Juda, sinh tại thành Tạc Sơ, trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thơ gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Và lúc tôi đương đi đường, gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng, hỡi Saulơ, Saulơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng, lạy Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở Nazareth mà ngươi đường bắt bớ đây.
Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa, lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng, hãy chờ dậy, đi đến thành Đa Mách. Ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa Mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giuđa trú tại Đa Mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng, hỡi Sao-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đứng cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giêsu phán cùng tôi rằng, hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Chúng chịu nghe người nói đến đó. Xong đến câu ấy thì vùng kêu lên rằng, hãy cất người giường ấy khỏi thế gian, nó chẳng đáng sống đâu. Chúng kêu la, cởi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng, ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma, mặc dù người đó chưa thành án hay sao? Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng, ông toan làm chi? Vì người này là quốc dân Roma. Quản cơ đến hỏi Phao-lô rằng, hãy nói cho ta biết ngươi có phải là quốc dân Roma chăng? Người trả lời rằng, phải. Quản cơ lại nói, ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói, còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra, và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ. Chương 23. Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng, hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania, biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người. Phao-lô bèn nói cùng người rằng, hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi. Những kẻ đứng đó nói rằng, ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phao-lô trả lời rằng, hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm, vì có chép rằng, chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. Phao-lô biết trong bọn họ, phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng, hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-xê và hội đồng chia phe ra. Vì chưng người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẽ cùng kẻ khác rằng,
chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì. Nào ai biết, chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ E-pha-lô bị chúng phân thây chăng, nên truyền quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ. Ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu mà thề nguyện rằng, chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn 40 người đã lập mưu đó. Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng, chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. Vậy, bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa. Còn chúng tôi sửa soạn sẵn, để khi nó chưa đến đây thì giết đi. Nhưng có con trai của chị Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn và nói trước cho Phao-lô. Phao-lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng, hãy đem gã trai trẻ này đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. Vậy, đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ và thưa rằng, tin tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ này đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. Quản cơ nắm tay người trai trẻ kéo xe ra hỏi rằng, ngươi có việc gì báo tin cùng ta? Thưa rằng, người Giu-đa đã định xin quan đến ngày mai, bắt Phao-lô đứng trước tòa công luận như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người. Hiện bây giờ họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình. Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng, vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn 200 quân, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo, đặng đi đến thành Cesare. Lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phao-lô vô sự đến nơi quan tổng đốc Felix. Người lại viết cho quan đó một bức thư như sau này. Cơ lốt Lycia chúc bình an cho quan lớn tổng đốc Felix. Dân Giu-đa đã bắt người này, toan giết đi. Khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Roma. Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người, nên giải người đến tòa công luận. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. Song tôi có nghe người ta tính kế hại người này, nên lập tức sai người đến nơi quan và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại. Vậy quân lính đem Phao-lô đi, theo như mạng lệnh mình đã lãnh, và đương ban đêm điệu đến thành Antipatri. Sáng ngày lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. Những người này tới thành Cesare, đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phao-lô. Quan tổng đốc đọc thơ rồi, bèn hỏi Phao-lô vốn ở tỉnh nào. Vừa biết người quê tỉnh Cilici thì rằng, lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe người. Đoạn truyền giữ Phao-lô lại trong nơi công đàn Herod. Chương 24. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến, với vài người trưởng lão, cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu, trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc. Phao-lô bị đòi đến rồi. Tertullu khởi sự cáo người như vậy. Bẩm quan lớn Felix, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phao-lô nói đi, thì người thưa rằng,
Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại, chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan tôi nhận rằng, theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Và đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch chứ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận. Hoặc có, thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng, ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Phê-líp vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng, khi nào quan quản cơ Lysia xuống, ta sẽ xét việc này. Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thông thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người, thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Phê-líp với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa đến, rồi sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-líp run sợ, nói rằng, bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Phê-líp cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi 2 năm, bốt tiêu Phê-tu đến thay Phê-líp. Bởi cớ Phê-líp muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục. Chương 25. Phê-tu đã đến tỉnh mình được 3 ngày rồi, thì ở thành Cesare đi lên thành Jerusalem. Tại đó có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người. Vì có ý nghịch, thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Jerusalem. Họ đặt âm mưu, đặng giết người dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng, Phao-lô bị giam tại thành Cesare và chính mình người sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng, những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta. Nếu người ấy có phạm tội gì, thì hãy cứ kiện. Phê-tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Cesare. Sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. Phao-lô mới đến thì có các người Giu-đa ở thành Jerusalem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình rằng, tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ hay là nghịch cùng Cesare. Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa thì trả lời rằng, ngươi có muốn lên thành Jerusalem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng? Phao-lô bèn thưa rằng, tôi ứng hầu trước mặt tòa án Cesare, ấy là nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa, như chính mình quan biết rõ ràng. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Cesare. Kế đó Phê-tu bàn tán với công hội mình bèn trả lời rằng, ngươi đã kêu nài Cesare, chắc sẽ đến nơi Cesare. Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Cesare đặng chào Phê-tu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua rằng, đây có một tin tù mà Phê-líp đã để lại. Lúc tôi ở thành Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giu-đa đến kiện người
và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng, người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã đè chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ và một tên Giê-xu đã chết kia mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Giê-ru-sa-lem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng? Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Cê-sar. Agrippa bèn nói với Phê-tu rằng, ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng, đến mai vua sẽ nghe. Vậy qua bữa sau, vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng và phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê-tu bèn truyền lệnh điệu Phao-lô đến. Đoạn Phê-tu rằng, tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây. Các ông đều thấy người này. Vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi. Tại thành Giê-ru-sa-lem và tại đây cũng vậy mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Cê-sar nên tôi định giải nộp cho Cê-sar. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua là Agrippa. Đặng khi tra hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ. Và tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó thì là trái lẽ lắm. Chương 26. Bây giờ vua Agrippa biểu Phao-lô rằng, ngươi được phép nói để chữa mình. Phao-lô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. Tâu vua Agrippa, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi. Nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giu-đa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy, xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Giê-ru-sa-lem thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi. Tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật, tôi đã làm sự này tại thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh. Và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa Mách, có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả. Đứng đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng, hỡi Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa lại Chúa là ai? Chúa đáp rằng, ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Xong, hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng,
từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết, tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng, phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến. Tức là, đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình, thì Phê-tu nói lớn lên rằng, hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá đến đổi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói, bỗng quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu. Tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này. Lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó chẳng làm ra cách trùng vụng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin lời các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó. Vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng, thiếu chút nữa, ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ. Phao-lô tâu, cầu xin Đức Chúa Trời chẳng kiếp thì chày. Không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi. Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng, trong cách ăn ở người này, thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng, nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được. Chương 27. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Euler về đội quân Auguta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarch là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Sidon thì Euler đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili, thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lysi. Ở đó, thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cernit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crete qua Samon. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lache. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu rằng, tôi thấy sự việc biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phoenix là cảng của đảo Crete, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete. Nhưng cách ít lâu, có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc
cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Kuloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirater thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng, hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crét, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng, hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết. Ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sa-r. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng. Vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Hơi xa một tí lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng, nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Vả số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đổ tàu đó mà núp, xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sao lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ. Và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Chương 28. Đã được cứu như vậy rồi chúng ta mới biết cù lao đó tên là Manter. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thải gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa. Sải có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng, thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì.
nhưng đã đợi lâu rồi chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy tên là Publio. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả cha của Publio này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Nhưng đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mé biển Cilicia tới thành Rhegium. Đến ngày mai vì gió nam nổi lên, nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày, rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Appius và chỗ 3 quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi người nói rằng, hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Cê-sa, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng này. Các người ấy trả lời rằng, chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giuđa nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Dù vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lý luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này. Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng, hãy đến nơi dân này và nói rằng, các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy. Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu Christ cách tự do trọn vẹn. Chẳng ai ngăn cấm người hết.